Hello, hôm nay mình sẽ làm về một con tướng vừa mới được buff sức mạnh, đó là Proxima. Con tướng này thì thật ra thì nó được chỉnh ở cái chiêu 2. Thứ nhất, chiêu 2 của nó thì lướt được xa hơn một chút, rồi cái dây nó giảm khoảng 1 giây. Nói chung này là buff nhẹ thôi. Thật ra còn 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 cái anti nữa, còn cái anti anti thì khi mà bạn cắm cái giáo vô đối phương á, thì đối phương đi đến đâu thì nó vẫn hiện cái map của đối phương trên đó nha. Thì trong cái thời điểm đó các bạn biết là đối phương di chuyển làm sao. Mà mình thấy cái chiêu này thì nó cũng không có cái gì gọi đặc biệt hết. Cái chiêu anti ấy, cái búp đó thì nói chung là để biết đối phương đi đâu thôi, để khi mà các bạn lao vào á, các bạn xác định các bạn lao vào, các bạn có thấy ở xung quanh đó có đồng đội của người mà bị các bạn xiên không á, thì các bạn có quyết định là các bạn bấm để mà kích hoạt lao vào không. Tại nhiều khi mà khi các bạn bấm lao vào thì đồng đội kế bên thì các bạn sẽ bị giết ngược lại. Đó đó là cái khác biệt của chiêu ulti trước giờ thôi. Proxima thì là một con tướng rất là cơ động nha, nên thành ra mình vẫn khuyên các bạn đó là khi mà các bạn farm hai bùa là các bạn đi gank luôn. Còn nếu mà các bạn không có ai để mà gank thì các bạn mới bắt đầu các bạn farm tiếp thôi. Ưu tiên á, là lane mid với lại lane top nha, tại Proxima đánh gank ở hai lane này thì nó sẽ dễ dàng hơn. À, cái các bạn biết là cái tầm chiêu của Roshima nó hơi thấp, nó hơi ngắn, nên thành ra các bạn nếu như mà các bạn cố gắng gank ở cái lane bot đó nhiều quá thì thứ nhất là gank rất là khó vì ở đó tay dài. Các bạn biết là đa số ở dưới lane bot đó là có SP tay dài nè, hoặc là xạ thủ tay dài nè, nên thành ra nó sẽ rất là khó cho các bạn ở cái vấn đề là các bạn gank. Nhưng mà ở cái lane top đó, hoặc là lane mid đó, thì thứ nhất lane top là tay ngắn, còn lane mid đó là cái hai bên lane nó sẽ dễ gank cho các bạn hơn. Đó đó là cái cách đánh mà ban đầu game của Roshima. Thì con này thật ra thì ai ban đầu thì mình trước khi mà mình thử về con Roshima hay mình tập chơi về con Roshima thì mình nghe nói là con Roshima ban đầu game nó khỏe lắm, nhưng thực chất nó không phải nha. Đầu game thì Roshima gank nhanh thôi, chứ nếu mà nói về khỏe thì mình không thấy Roshima khỏe đâu. Đầu game thì đánh theo kiểu mà cạn dạng giống như là rỉa đam cho đối phương để mà đồng đội dứt điểm, hoặc là lao gank cho chung với đồng đội, cạn một dạng của hỗ trợ rừng ấy. Còn nói về 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 khả năng đánh Roshima mà đam nó mạnh thì mình nghĩ khoảng 2 đồ thì mình mới thấy cái đam của Roshima nó ổn được. Còn nếu mà khoảng thời điểm ban đầu thì Roshima farm mình thấy nó cũng thứ nhất cũng không có nhanh nè. Thứ hai là cũng không có phải là dạng sốc đam, nên thành ra thì Roshima nếu như mà ai khi mà mình test thử thì mình thấy nếu như mà ai nói về Roshima thì về cái khoảng mà Roshima khỏe đầu game đó, thì mình thấy không có đúng lắm. Khi mình test rồi mình thấy nó không phải. Đó đó là cái chia sẻ của mình về con Roshima này. Còn một cái nữa là Roshima là một con tướng mà các bạn cố gắng, như nãy mình có nói từ ban đầu đó, đó là các bạn cố gắng gank ở giai đoạn đầu game nó nhiều lên, đừng có farm quá nhiều ở cái đừng có farm quá nhiều xấu con quái, mà các bạn gank hai farm hai con bùa rồi các bạn gank luôn thì nó sẽ dễ dàng cho các bạn ở cái vấn đề chơi Roshima hơn. Tại vì con này thì nếu như mà các bạn không gank ở giai đoạn đầu game thì các bạn sẽ rất là khó chơi. Rất là khó chơi con Roshima thì nó là con tướng cơ động mà. Nếu như các bạn không có gank phụ ở đầu game nhiều thì nó sẽ rất là khó. Đó đó, Roshima nó chỉ có nhiêu đó thôi. À, mới còn lại một cái vấn đề là không biết, là chắc là mình nghĩ là có nhiều bạn đánh Roshima là biết rồi, nhưng mà đến bây giờ mình mới biết. Thì thật sự luôn là đến bây giờ khi mình làm clip này mình mới biết. Đó là cái chiêu 2 của Roshima khi mà quét trúng mục tiêu á, thì các bạn mới giảm được cái thời gian hồi chiêu 2 của Roshima nha. Các bạn nhớ là mới giảm được khả năng hồi chiêu 2 của Roshima đó. Chứ nó không 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 chứ nếu mà các bạn chỉ là lướt không á thì nó sẽ không có giảm đâu. Mình nhớ mình tính thì khoảng 40%, 40% khả năng hồi chiêu 2. Còn nếu mà quét không trúng thì các bạn sẽ không có được giảm, mà nó sẽ tầm 13 giây. Còn nếu nếu mà quét trúng thì nó tầm khoảng 7 8 giây gì đó. Cái chiêu 2 nếu mà có bù xanh á thì nó lại giảm cái thời gian hồi của chiêu 2 nữa, nên thành ra nếu mà mình tính thì cái đó cái gì ta? Thì cái
chiêu 2 của Roshima khi mà lên những đồ giảm hồi chiêu nó vẫn phụ cho Roshima, nhưng mà tầm khoảng mình thấy max là khoảng 7-8 giây thôi. Tại vì các bạn biết cái chiêu 2 của Roshima hồi rất là lâu, và chính vì cái giai đoạn hồi lâu đó thì Roshima cần phải có một cái thứ nhất là quét chúng, thứ hai là phải có bùa xanh, và con Roshima này là con tướng lướt nên thành ra nó rất là cần cái bùa xanh nha. Nó không thể nào nhường bất cứ một cái bùa nào hết. Có họa chăng thì ok, late game có thể nha, nhường cái bùa đỏ cho xạ thủ thôi, để xạ thủ bắn có khả năng làm chậm thôi. Ngoài ra thì không còn gì khác hết. Rồi, còn cái đánh mà mình cảm thấy mà khó chịu nhất của Roshima á, mà những người mà đang tập đánh Roshima người ta bị không thích, đó là nhảy rất là lộn xộn. Nếu như mà cái tay trái các bạn không có nhuyễn á, thì các bạn sẽ thấy là khi mà Roshima đánh nó sẽ nhảy rất là lộn xộn. Cái này cần phải có thời gian làm quen nha. Còn một vấn đề nữa đó là cái chiêu nhảy, cái chiêu lướt của một chiêu chiêu số 1 á, mà lướt 2 lần của Roshima á, thì lướt vẫn có đam, lướt lần một mà chúng vẫn có đam, lần hai chúng vẫn có đam, nhưng mà trong combat á thì nó chỉ dùng để lướt qua lướt lại rồi gây đam tay là chính thôi. Còn cái chiêu mà để mà lướt mà để mà gây đam á, mình chỉ dùng để farm quái thôi nha. Các bạn đừng cố gắng lướt thẳng vô đối phương thì các bạn chưa kịp múa là fail luôn ấy. Chính vì như vậy á, thì con Roshima này theo mình đánh giá nó là một con tướng đánh theo đam tay khá nhiều, nên thành ra khi mà lên độ á, mình nghĩ là con Roshima cần phải có một cái chí mạng, và con này mình thấy là rất là hợp ở cái chiêu ở cái đồ là đồ kiếm Odin. Tại vì cái kiếm Odin các bạn biết là nó sẽ giúp cho giảm hồi giây cho các chiêu một chiêu hai trừ cái chiêu anti có chí mạng, có tăng cái sát thương tay của Roshima lên. Thì đó là cái đồ mà mình thấy là rất là hợp lý cho Roshima. Đó đó là những cái mà mình bữa giờ mình đánh con Roshima mình cảm nhận được. Và trong cái trận đấu ngày hôm nay thì mình đánh rank thần vật, và mình mình cũng không hiểu làm sao mà team không ai bích cái con Mysterio hết, trong khi đó là bích đầu. Mà acc này của mình thì không có Mysterio, chứ có mình cũng bích rồi, nhưng mà hên quá thì trong tay có một người đánh không có thuận về con Mysterio lắm, nên thành ra đánh được. Con Mysterio bây giờ thì nó không còn khỏe như những cái thời điểm khoảng mấy tháng trước nữa. Và con Mysterio nếu như mà các bạn có gặp trong một trận rank á, đừng có lo lắng ở cái vấn đề là nó quá bá, mà trong cái giai đoạn đầu game á, các bạn cố gắng kêu gọi đồng đội á, là gank con Mysterio đầu game nhiều lên, để cho Mysterio phải mất cái thời gian farm ở trên đường mid, thì lúc đó là Mysterio sẽ phế hơn. Có nhiều người còn nói là thời điểm bây giờ Mysterio ở thời giai đoạn mà đầu ở giữa còn không đủ mạnh bằng con Doctor Strange nữa, nên thành ra con Mysterio không phải là một cái gì đó nó quá gọi là quá bá như ngày xưa đâu. Hết rồi, vẫn có nhiều cách khắc con Mysterio lắm. Và cái cách khắc mà nếu như các bạn không có bích những con tướng counter á, thì các bạn có thể đánh theo kiểu là ép ở lên mid đầu game cho Mysterio thọt luôn. Tại vì bây giờ cái sức mạnh của Mysterio thăng tiến rất là chậm, nên nếu mà các bạn không có con tướng nào để mà counter Mysterio á, thì các bạn đánh theo kiểu lối cam, có nghĩa là các bạn sẽ không cho Mysterio có khả năng được farm một cách thoải mái á, thì lúc đó Mysterio sẽ dễ thọt. Cái thứ hai nữa cũng lý do mà trận hôm nay mình bích Proxima đó là vì con Mysterio chứ. Tại vì con Mysterio mà khi mà bay á, những cái chiêu định hướng mà đánh vô nó rất là khó, những con rừng đụng vô nó rất là khó, nhưng mà con Roshima nó có một cái đam tay của Roshima nó sẽ đánh cho tự động vô Mysterio, thì lúc đó thì Mysterio sẽ dễ khó để mà múa hơn rồi kích hoạt được rồi nè. Đó, con Mysterio thì các bạn cố gắng cam ở khoảng giai đoạn 2 đến 5 phút đầu game thôi là con Mysterio sẽ khó đánh liền. Và bây giờ con Mysterio một thời gian thì cấm quá lâu rồi, nên thành ra số lượng người đánh Mysterio trong trận này trong 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 rank đó, thì để mà gọi là tánh tốt với nha, thì mình nói thật không không quá 10 15 người đâu, mà nói thật nhiều khi chắc được 10 người thôi à. Đó đó là cái chia sẻ của mình khi mà trong trận đấu các bạn gặp Mysterio. Quay lại Proxima thì Proxima là một con tướng đi rừng á, là kén team nha. Như cái trận này á, mình có Luna nè, mình có
Vixen, đó là hai con tướng rỉa khá tốt, thì lúc đó nó sẽ rất là hợp cho cái nội tại của Roshima ở cái chiêu ulti, thì chỉ cần mà cắm chúng thôi và các bạn có thể kích hoạt được. Con Roshima này nếu như mà đánh ở những cái team mà đánh không hổ báo nè, không rỉa tốt thì khó đánh lắm. Rồi cứ vô đam thôi. Và các bạn nên nhớ là đánh Roshima các bạn cố gắng canh ở mấy cái tường mỏng nha, mấy cái tường dày thì đừng có cố gắng lướt quá, tại vì cái tầm lướt của Roshima nó ngắn lắm, nhất là cái chiêu một lần hai nó ngắn cực kỳ luôn, nên rất là khó để mà các bạn có thể tiếp cận được những con tướng chủ lực đó. Như cái trận này các bạn thấy là có tăng nè, có SP nè, là đều là những con mạnh đầu game. Có Vixen thì khoảng late game này các bạn có thể là các bạn nhờ Vixen được. Rồi Colossus thì ok, Colossus thì càng lay thì Colossus càng khỏe, đánh càng đánh hổ báo đánh giao tranh được tốt đó. Như trận pha này là Colossus là bắt đầu đánh càng nè, mình vô thôi. Rồi chúng rồi, cái khó nhất của con Proxima đó là cắm chúng nha. Cảm ơn các bạn đã coi clip này, hẹn gặp lại clip lần sau. Đối phương đầu hàng rồi, bye bye.